Đây là những cái phôi mai quái, phôi quái nè. Quá trời ở cây à. Là hàng đẳng cấp rồi các bạn. Đó. Hàng này là hàng đẳng cấp nè. Tại sao cái nhà mình gọi là quái là những cái nghệ nhân người ta đã tạo những cái kiệt tác là không có giống ai. Đó. Cổ này cũng vậy, cũng đây là hình hình lò xo. Đó, cũng như gọi là hình gắn cũng được các bạn. Đó, mình gọi hình lò xo. Còn ở trong này á, là có cái cây mai mà hình nằm đây nè. Đó, cái này độc lạ luôn mà. Quá là độc lạ. Nằm chạy dài tới đằng này mấy góc độ lên. Đây là cả nhà mình sưu tầm những cái hình quái thì mình có thể mình ghé thành phố Long Xuyên á, mình xem những cái phôi ở đây và những cái cây ở đây nè. Năm nay bán đỡ không em gái? Banh sát hả? Ờ, nhà vườn mình gần ở đây không? Ở Bến Tre hả? Bến Tre là lên đây em bán mặt hàng nào? Bán như bông này không ạ? À? Bông em này nè, em có bán. Ủa, ai không bán hả? Ai không bán mà Bến Tre lên đây làm gì? Đi dạo. Đi dạo hả? Ồ, vậy là bán bông không hả? Đây, cô ấy ngại cũng không chịu lên màn hình. Nó lên màn hình để anh chia sẻ cho. Trời, cô gái ngại không có lên màn hình nữa cả nhà. Ở đây là dòng cúc nè. Quá là tuyệt đỉnh. Cúc cúc mấy tầng không biết là cúc gì. Cúc thì nó có nhiều giống lắm. Mình không có rành về các loại cúc các bạn. Mày quá trời cái mày kinh khủng luôn. Bây giờ xả hàng luôn kìa, đó xả hàng luôn nè. Xả hàng mai này xả hàng là bao nhiêu cây vậy anh? 500 xả hàng hả? Rồi cảm ơn anh trai nha. Để quay cho bà con xem có ai muốn mua hàng thanh lý xả hàng vô khu vực này. Ở tại ở đây là cái đường gì ta? Đường gì anh? Đinh Tiên Hoàng. Đinh Tiên Hoàng ha, anh chủ tên gì? Anh chủ tên gì? Đinh Hòa. Anh Hòa ha, có cho số phone không? Chia sẻ cho bà con luôn. Hỏi hả? Đây vườn bông của anh rất là nhiều luôn các bạn. Đây. Anh sợ đưa cái số phone lên đây người ta gọi ngủ không được luôn á. Rất là nhiều, 500 thanh lý nha, hàng thanh lý. Đó, còn ở trong. Đó, quá là nhiều luôn. Anh chị mình có đi ngang đây ghé ủng hộ anh trai nha. Thanh lý 5 sợi, 7 sợi một chai. Có đầy đủ. Ồ, cây này nó là nút nụ quá nhiều luôn nè. Ồ, hàng này nút nụ vừa tết. Cây này thì vừa tết. Rồi tiếp theo. À, coi nè, quá trời nụ luôn. Rồi quý bà con, à, đó là nụ. Nụ kinh khủng. Kinh khủng nụ. Đục gì em Tâm? Hả? Anh đi dạo chợ. Lâu quá mới gặp. Ở cưng lên nhà hàng này hả? Lên là lâu chưa? Ủa còn 9 hả? Bữa nay là 27 rồi hả? Mai em rút rồi. Mai rút rồi hả? Rồi sớm hả?
Đây nhà vườn đến từ Đồng Tháp, khu vực Mỹ An. Tâm ở Mỹ An không? Mỹ An Tháp 10. Lâu quá không có ghé giao lưu với em Tâm, cũng hơi quên quên cái địa điểm rồi. Cũng có ghé mấy lần. Ồ. Rồi tiếp tục thì mình cũng dẫn các bạn đi xem một vòng nữa nha. Tại hồi nãy thì lâu quá mình cũng gặp cố nhân lâu ngày á, gặp lại đó nha. Đã khoảng 3-4 năm nay mới gặp lại. Đồng giá 2 triệu bao lửa. Đấy. Lên xe. Mua máy khác đó. Đây hàng khủng rồi các bạn. Vườn mai Thanh Triều. Wow, này quá VIP luôn. Chỉ cần đặt kẹo. Đây này cũng vậy luôn các bạn. Quá trời luôn. Và mình có về khu vực thành phố Long Xuyên tha hồ lựa chọn những cái góc đẹp góc bự nha. Đó. Quá trời luôn các bạn ơi. Thành phố Long Xuyên mình bây giờ là nổi tiếng về những cái làng mai á. Mai những cái tiểu thương ở nơi khác về. Phải nói là quá đỉnh luôn. Chợ Long Xuyên là mai nhiều hơn ở các cái chợ khác mà mình biết ở tỉnh khác. Rồi cái đầu mai luôn. Đầu út là đầu mai. Cây này nở sớm nè. Ôi, góc này góc quái nè. Quái gì cà na. Cái này đủ hình luôn nè. Ừ. Quái gì cà na. Ồ, cái này là cây mai lên tứ chi. Đó, tứ chi. Đây là cũng hàng quái. Đây là cây gỗ ngàn dưỡng năm nè. Có Khương Tử Nha nữa kìa. Đó, có hình ông Khương Tử Nha đứng trên cái cây gỗ mà không biết cái cây này tên gì. Khương Tử Nha. Đây. Mình mới đi có phân nửa chợ thôi cả nhà ơi. Hello ông bà cô chú. Đẹp ha. Ồ rồi vậy đẹp ghê. Đây là mai, này là mai sắp đế. Thấy cái mai này đẹp không hả? Cô chú thấy cái mai này đẹp không? Chú nào có mua không? Có mua ủng hộ con với. Bà của người ta mà. Khoai dùm. Rồi cả nhà. Rồi cả nhà ơi, thì team của mình đi đến đây thì cũng đã cứu chợ rồi cả nhà.
Đó, rồi bây giờ xin chào cả nhà ha, và hẹn lại những video tiếp theo. Mong cả nhà yêu quý kênh thì ủng hộ cho em một like và đăng ký kênh cũng như một chia sẻ nha. Đó. Rồi bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye. Đâu mất tiêu rồi. Ờ, giờ con hãy gánh được chứ. Bye bye. See you again.